Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn tận thế zombie ha. Mình đã trở về nhà sau một chuyến đi dài, trở về cái nơi mà bắt đầu của mình á. Và sau khi về nhà thì công việc đầu tiên mình muốn làm trong lúc trời còn sáng, đó chính là làm một cái tháp canh á. Ban đêm thì mình khá là khó để bắn được những con zombie ở xung quanh rồi, nên bây giờ mình muốn làm một cái tháp canh đâu đó ở ngay khu vực này, cao cao một xíu ha. Tại vì mình mới nhặt được một cây súng bắn tỉa ở bên cái con tàu của cái bọn zombie á, mình thấy khá là ưng luôn, nên phải có một cái tòa tháp canh thì dùng súng bắn tỉa nó mới tiện được. Và tháp canh thì chắc mình sẽ xây bằng những nguyên vật liệu sẵn có thôi. Trong rương thì mình còn gỗ các thứ nè, chắc mình sẽ làm tháp canh bằng gỗ đấy cho nó tiện ha. Rồi, chốt luôn. Mình cần phải làm thêm một chút hàng rào cái đó. 2 stack mấy. Ok, trước mắt là 2 stack mấy hàng rào đi. Cái này thì mình sẽ ướm thử. Ở đâu là vừa nhỉ? Ở đây thì sợ nó cản đường vô cái ruộng của mình quá. Ok, mình sẽ thay bắt đầu từ đây đi. 1, 2, 3. Rồi, cái này nó sẽ có kích thước là cỡ 5x5 ha. Tháp canh này thì sẽ... Ủa? Ê, ê, khoan, khoan, khoan. Xây bị méo rồi. Trời đất ơi. Mới xây đã bị méo rồi. Qua đây thêm một ô nữa mới đúng. Bó tay chấm cơm thiệt. Đó, gì gì mới chuẩn nè. Hèn gì nhìn nó cứ sai sai kiểu gì á. Tác hại của việc đi bắn dùm bài quá 180 phút rồi đó. Giờ xây mà cũng bị nhầm nữa. Rồi, cái này mình sẽ ốp ván vô. Đây. Mình làm một cái cầu thang đi lên thôi. Rồi, mình xây cao độ chừng tầm như đây thôi. Giờ đi xuống dưới để mình nhìn lại cái nữa nào. Nó bắt đầu cao cao một xíu rồi đó. Cái này là một tầng, hai tầng. Ui, chưa được. Lỡ rồi, mình sẽ xây cho lên cao hẳn luôn á, thêm một tầng nữa đi. Cái này mình ước chừng là cỡ 3 tầng á, tháp canh 3 tầng. Rồi bây giờ thì bắt đầu trang trí ở phía dưới ha. Ở phía dưới thì mình chỉ cần gắn những cái hàng rào này nối lại với nhau thôi. Cũng khá là đơn giản hả? Nó sẽ kiểu như vậy nè. Ở đây. Đây. Đó, nó sẽ nói lại như vậy ha. Úi. Được chứ nhỉ? Ok, giờ thì mình sẽ làm tương tự với mấy mặt còn lại đi ha. Rồi chỗ nào không ổn thì mình sẽ chỉnh sửa lại sau. Tại vì đây cũng là lần đầu tiên mình làm mấy cái kiểu tháp canh như vậy á. Nên cũng không biết làm như thế nào cho nó đẹp nhất nữa. Ý là cũng tranh thủ làm rồi đó, nhưng mà vẫn không kịp ha. Màn đêm đã buông xuống rồi, cũng gán tranh thủ làm cho xong chứ biết sao giờ. Và nãy giờ thì mình cũng làm được 2 tầng rồi ha. Tình hình là thấy khá là ưng á nha. Tuy nó có hơi nhỏ thiệt, nhưng mà giờ thì nhìn lại sơ một cái nào. Đấy. Tháp canh của chúng ta đã xong được 2 tầng rồi. Đứng ở tầng 2 là mình có thể bắn được thoải mái rồi đấy. Đây mình để lên chỗ mình test thử luôn coi. Mình nghĩ là sẽ bắn khá là ok đấy chứ. Có điều cái cầu thang này lên thì nó hơi lấn cấn lại. Nó không có đều á. Đó, lên trên đây là hơi bị cao nè. Ta hồ mà bắn zombie luôn. Hợp lý thiệt sự, mình còn tầng 3 nữa cơ. Đợi xíu, mình làm cho xong tầng 3 đi, lúc đó bắn nó mới đã. Giờ tầng 2 bắn chưa đã lắm đâu. Cay thiệt chứ. Làm cái này để bắn zombie mà rốt cuộc làm xong không có con zombie nào hết. Tại trời sáng rồi. Khổ thân thiệt. Thôi, gắn trang trí nốt cái phần đỉnh lên đây. Cái đỉnh thì mình muốn làm cho nó nổi một xíu á, nên mình sẽ cắm cây đuốc lên như vậy ha. Đó, để có ánh sáng các thứ. Rồi, giờ thì cái tòa tháp canh để quan sát nè và bắn zombie ở xung quanh đã xong rồi ha. Đi xuống dưới cùng mình ngắm lại một lần nữa nào. Mình nghĩ nó khá là ok rồi đó. Ui. Lâu rồi, đặt số nước cũng hộp nữa. Chết, cái này phải tập luyện lại rồi. Đó. Không, uổng công, mình bỏ thời gian rồi mình xây, cũng khá là ưng ấy chứ. Tương đối cao nha. Rồi mình sẽ mặc giáp để đi xa xa một xíu để mình ngắm cho nó dễ hơn. Mình nghĩ cái này ngắm đâu tầm bên này là vừa nè. Hi. Qua đây đi. Hơi bị cao luôn. Và vẫn như dự tính của mình á, mình xây nó sẽ 3 tầng. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai và tầng thứ ba là tầng cao nhất để mình dễ bắn nhất luôn á.
tầng đó thì mình chắc sẽ thường xuyên lên đây. Giờ thì chắc phải đợi trời tối rồi. Để chúng ta test thử cái khả năng quan sát của tòa tháp này nó có như ý mình muốn hay không ha. Mà bây giờ thì để mình xuống dưới căn cứ dưới lòng đất của mình để mình chuẩn bị đạn dược cái đã. Hôm rày thì các bạn cũng thấy mình sử dụng cái khẩu Ragnar này khá là nhiều rồi ha. Bắn cái này hoài ghét cũng chán á, nên mình không muốn bắn cái này nữa. Cất nó vô kho luôn. Đây cất khẩu Ragnar nè, khẩu mở ta luôn. Hôm nay mình sẽ chuyển sang khẩu súng mà mình mới nhặt được hôm qua. Khẩu súng Bolt Action nè. Với một khẩu súng trường á. Súng trường thì mình có tới 3 khẩu lợn. Để coi. Chắc mình sẽ sử dụng AKM trước đi. Một khẩu súng khá là giật á. Không phải dạng vừa đâu. Nhưng mà vấn đề ở đây á, đạn của hai khẩu súng này đều là đạn súng trường á. Nhưng mà đạn súng trường thì mình cần phải chế tạo cơ. Nó được làm từ những nguyên vật liệu và cho vào cái máy đập đạn. Cái máy này thì mình lại chưa có nè. Nên bây giờ thì mình cần phải làm cái máy này trước ha. Giờ thì chế thôi. Mình đã gom nguyên vật liệu rồi. Đầu tiên là cái cục electric engine trước nè. Có cục này thì mình mới làm ra được cái máy đập đạn. Rồi. Và đặc biệt hơn là dưới căn cứ của mình á, thì mình đã trang trí và mở rộng thêm những căn phòng mới. Và hôm nay chúng ta sẽ có một cái căn phòng riêng biệt để làm những khẩu súng nè, những cái đạn dược luôn á. Rất là xịn đó nha. Ôi nhưng mà hiện tại hết than rồi. Mình phải cho than vô thì mới có điện vô cái máy này được. Đó có điện rồi nè. Rồi để làm được đạn súng trường thì mình cần phải cho vô một túi súng á. Rồi một thép hoặc là lít đều được. Và một chút copper hoặc là đồng nữa ha. Ok. Đồng nè. Sắt nè, sắt thì nó sẽ nhiều gấp đôi á. Rồi thuốc súng là đủ. Rồi, cho thì thử cho vô đây. Này, cho sắt vô. Cho đồng vô. Ủa? À, hình như nó lại cần thép cơ. Vậy là có một số lượng khoáng sản thì nó không có dùng chung được á. Ồ, vậy nhiều khi nó lại cần thép nè. Mình coi thép thì nó sẽ kết hợp chung với cái gì thì mới tạo ra được đạn. Thép chung với đồng được không? À, rồi. Thép, đồng, thuốc súng thì nó mới tạo ra được. Ui, lộn đạn. Oh no, cái này đạn súng cuôn. Đạn súng lộp, no. Gói gàng trong đây nó để là một thép, hai sắt, đồng, hoặc tin. Thì đều có thể làm được đạn súng trường nè. Nhưng mà mình cho hai sắt vô thì nó lại ra cái loại đạn khác kỳ vậy. À mình biết rồi nè. Trời nãy giờ mình quên chỉnh lại à. Màn đét ơi hèn chi. Làm nó cứ bị sai kiểu gì á. Quên chỉnh nè. Thanh niên như hai lúa vậy á trời. Bó tay thì chứ. Đúng là thanh niên hai lúa đi chế tạo đạn ấy. Người nhà quê thiệt sự. Rồi. Và tốc độ làm ra đạn súng trường của nó cũng khá là nhanh ha. Đạn súng trường thì mình có thể sử dụng trực tiếp cho cái khẩu Bolt Action này rồi. Nhưng mà riêng khẩu AK thì mình cần phải làm thêm cái băng đạn nữa. Và coi cái băng đạn thì được làm từ công thức những hạt thép ha. Hạt thép. Một băng, hai băng. Rồi, mình sẽ làm được những cái băng đạn ha. Ui, nhiều thế. Ui, mình tính làm 19 băng mà ra tới 20 băng rồi nè. Không có kho chứa đâu. Thôi làm như đây trước thôi. Từ từ hết thì làm thêm ha. Rồi. Chuẩn bị nhét đạn vô băng đạn thôi. Đây, mình chỉ cần cho băng đạn vô. Rồi cho đạn xung quanh. Là mình sẽ tạo ra được băng đạn bình thường ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 băng đạn rồi. Quá đã. Đằng này còn đạn nữa. Ui, một stack luôn nè. Nhiều vậy. Đã nha. Mình sẽ làm cho xong hết luôn đi. 20 băng đạn súng trường trước ha. Rồi còn mấy viên đạn thì để dành mình bắn khẩu súng bắn tẻ. Rồi hợp lý. Gà đạn cái coi. Nó lên đạn liền.
Tới công chuyện, tới công chuyện nữa. Ôi gần hết đồ ăn rồi, để lên chợ mình tìm đồ ăn thêm mới được. Hết đồ ăn mất rồi. Ở đây còn ít bánh mì nè. Ăn tạm. Và cũng trời tối rồi ha, hợp lý. Đi test súng với mình nào. Để mình làm đồ ăn trước rồi đó. Bánh mì rồi đây. Sao không có bánh mì ăn rồi. Lên đài quan sát thôi. Mấy con zombie hôm nay các ngươi sẽ tới sớm hết. Có chỗ đài quan sát rồi, nó sẽ không có mò lên được đâu. Đây. Úi giời. Kìa. À, mặc phun giáp hả? Mình thấy con mặc phun giáp nè, để mình bắn cái sọt nó. Từ từ. Trời ơi, đi còn đạp xương gồng nữa chứ. Ui, bắn hụt rồi. Khó trốn vậy. Trời ơi, nó núp sau cái cây xương gồng ghê thiệt. Ui. Ui, không ổn nha. Chắc mình phải tăng thêm cái hàng rào thôi. Nhiều khi mình bước hụt chân á, cái nó lọt xuống dưới. Bắn zombie chưa chết mà té gãy chân chết là buồn á. Lại. Ủa sao bữa nay súng mình lại yếu rồi. Hôm qua mạnh lắm mà. Ủa kỳ á. Hôm qua súng mình rõ mạnh luôn, mà sao nó yếu siêu rồi. Trời ơi. Tưởng đâu một viên chết, ai dè một viên không chết. Ủa sao bây giờ lại một viên chết rồi. Khẩu súng này lạ thiệt. Nè, lâu lâu thì hai viên mới chết nè. Thử súng AK coi. Ui AK bắn xa quá, cũng không có nhiều đam. Không ổn rồi. Tình hình này là phải xem xét lại vũ khí rồi. Rồi thử bắn gần coi. Wow. Khẩu AK này sấy đã lắm. Sấy cực kỳ phê luôn. Ui con này đâu chui ra vậy. Lão tét. Nhờn hả? Xử lý hết luôn. Súng kiểu nó không giật cái bắn nó kiểu bị thích á. Lão tét hả? Giỡn mặt hả? Xử lý gọn hết nguyên cái đạn zombie này luôn nè. Kinh nghiệm quá trời. À cầm súng. Cầm súng nè. Bữa nay mình sẽ đi săn zombie luôn. Đi săn zombie luôn. Ui nó cũng có cầm súng dữ nữa. Cũng khá là nguy hiểm á. Nó cũng có súng giống như mình á, nên cũng phải cẩn thận. Mình thấy cái AK này á, bắn đam nó không có được cao cho lắm á. Cũng mất cỡ 3 viên mới chết được một con zombie á. Ui, như vậy thì không ổn rồi. Trong tương lai thì mình phải nghiên cứu chế tạo một khẩu súng nào đó nó có sức công phá trên diện rộng cao hơn một tí á. Như vậy thì cũng chưa an tâm lắm. Mà được cái súng AK bên đây thì nó không có giật ha. Bắn hơi bị chuẩn luôn. Ui. Lao tay. Ôi thôi đủ rồi. Săn zombie đủ rồi. Đi về. Ôi. Nó đông hơn một tí là hết chạy đó. Ấy vậy chứ mấy con zombie này mình càng bắn là nó sẽ càng xuất hiện nhiều ấy. Ui thấy chưa. Thỉnh thoảng cái súng bắn tỉa mình tới 3 viên mới chết một con lận. Chắc đây là cái nhược điểm của khẩu bolt action này nè. Lúc mạnh lúc yếu. Không ổn tí nào cả. Đợi súng. Tại vì cái băng đạn này á, mình có thể sử dụng cho rất là nhiều loại súng á. Ở đây thì mình còn khẩu, đâu rồi, khẩu AUG, khẩu M4 thì đều có thể sử dụng băng đạn súng trường nè. Mình sẽ đem theo. Test thì test chung luôn. Sao test khẩu AK không đúng không. Hôm qua thì mình chỉ test sơ trên những cái con zombie thường thôi. Bây giờ là về nhà gặp mấy con zombie có vũ trang á, nên nhiều khi nó sẽ có một chút khác biệt ha. Đó, hôm qua cây này bắn 3 viên, ủa 2 viên là chết mà hôm nay bắn 3 viên mới chết nè. Nó bắt đầu có sự khác biệt rồi. Ủa, bây giờ 4 viên luôn, tầm xa là tới 4 viên lận.
Sợ thật. Bây giờ mình sẽ thử lại thêm một lần nữa ha. Mình sẽ lấy ra 18 xác. Rồi một ít da bò. Hình như là 5 da bò thì phải. Và một chút cái fire glass. Mình sẽ thử chế tạo lại cái quần này coi. Cay lắm, hôm bữa mình định chế tạo cái quần trong cái set exoskeleton nè. Không được. Hay là nó phải có luôn cục đỏ đỏ này ta? Mà cái cục đỏ đỏ đó là cái gì? Để mình coi coi cục đỏ đỏ là cái gì ha. Đây. À trời ơi, nó cần cái cục này. Cục này chế tạo được. Không sao. Nó cần redstone. Và những cái redstone coin ha. Khá là rẻ luôn. Để bây giờ mình sẽ thử. Mình gom gom hết redstone mình làm thử coi. Khói redstone. Redstone coin. Mình cần 8 cái. 1, 2, 3, 4, 5. Chết rồi. Hình như không đủ rồi. Không đủ thiệt. Ôi, đủ, mình còn mà trời. Quên, trời, đại gia redstone. Sao mà thiếu được. Đây. Rồi, làm ra cục đỏ đỏ nè. Có cục đỏ đỏ rồi nha, coi lại công thức coi. Gom đủ mới được, tại vì nó nảy công thức hai lần lận. Ui, mà gom gom hồi cái mình lại đổi một mục tiêu nha. Mình không muốn chế tạo cái quần nữa, mà chuyển sang mình muốn chế tạo cái ủng á, tại vì hiệu ứng cái ủng nó là xịn hơn. Có nên lượm găm ta? Mình còn thiếu gì không nhờ? À, mình thiếu sắt. Mình còn thiếu sắt. Sắt đây, lấy một stack luôn. Nè, bây giờ mình coi lại nè, sắt có nè. Fire glass có nè, da có nè, cục đỏ đỏ có nè. Có đủ rồi đó. À, làm được rồi nè. Yes. Mình đã làm được cái ủng trong cái set exoskeleton rồi. Bây giờ mình té là sẽ không bị mất máu nữa đâu. Cực kỳ tốt luôn. Đây rồi. Ôi, làm thêm cái quần không nhờ. Mình sẽ coi coi exoskeleton. Cái quần. Cái quần thì cho mình thêm tốc độ. À, lỡ làm rồi. Thôi gắng làm luôn cái quần. Nhưng mà hiện tại thì mình lại bị thiếu redstone nè. Nên chắc mình sẽ đi đào redstone một xíu ha. Đây rồi. Có redstone đây rồi. Hồi nãy giờ mình đi mình té đuổi luôn á. Mà nó không có bị mất máu. Thích ghê luôn. Ui nhưng mà vẫn bị cháy á. Trời ơi. Được nhiêu rồi? 44. 44 còn ít lắm. Nói chung là cần phải nhiều hơn 44 tí. Nhiều rồi. Một stack 23 rồi. Vẫn chưa đủ đâu. Nhiều hơn xíu nữa đi. Ê. Dập nhung nham trước. Lấy cho chắc ha. Ồ, ở dưới này còn có redstone nữa. Tuyệt vời. Wow, khi mình đào redstone thì lâu lâu nó còn rơi ra những cái pha lê redstone nữa. Ảo vậy. Coi coi có công dụng gì không. Làm những cái tấm năng lượng mặt trời đó ha. Nói chung thì cũng có thể dùng để làm mấy cái đồ điện đó. Nhưng mà giờ thì mình không cần đâu. Redstone nữa. À, dơm bay. Định làm gì? Cầm súng luôn á. Cầm súng nè. Dám cầm súng chỉ vô mặt mình hả? Bắn nha. Cho mất xác luôn. Rồi. Còn redstone nữa không nào? Ồ, ở đây còn nữa. Láo tét nè. Rồi xong phim. Có vẻ là cái hang này hết redstone rồi. Ừ, hết thiệt rồi. Nhưng mà không sao, mình cũng tìm được hơn 2 stack ha. Hơn 2 stack redstone thì cũng ok. Trên đường lên thì mình thấy ở đây nó có cái lòng spawner nè. Ra đây. Ra đây. Mình cầm M4 mình sấy hết. Giờ sao đầu hàng thì cho sống. Ờ vậy ngoan. Chứ chọi thuốc tôi là tôi cho tới công chuyện đó. Ê. Mới nói. Mới định tha mạng cho mà chọi thuốc người ta rồi. Xứng đáng ăn đạn của mình lắm. Rõ ràng mình có nói là không chọi thuốc thì cho sống rồi. Ai biểu chọi thuốc làm chi. Mình cũng muốn tha lắm nhưng mà láo như vậy là không thể tha được. Các bạn đã sẵn sàng để làm ra cái
Quần mới cùng với mình chưa? Trời ơi, bữa nay là có đồ xịn mặc á ngang. À, nhưng mà hiện tại thì mình đang nấu những cái fire grass nè. Mình cần nhiều hơn một xíu. Sắt nữa, sắt thì chắc đủ rồi đó. Giờ thì thử ấn công thức nào. Công thức của cái quần. Để coi còn thiếu gì. Sắt, fire grass. À, mình chưa chế cái cục đỏ đỏ mà quên mất. Đây, cục này. Rồi đó, giờ thì sơ bộ mình đã đủ rồi đó. Thử ấn nha. Hy vọng là được, đủ. 1, 2, 3. Tan tan. Chúng ta đã có cái quần exoskeleton rồi. Quần này là quần zip đó nha, chứ không phải là quần dởm đâu. Mặc vô một cái chạy siêu nhanh luôn. Ồ, nó có tốc độ của cái set đồ combat của mình á. Còn có khả năng nhảy cao của set đồ exoskeleton và không bị giảm set, không bị nhận sát thương khi té nữa. Đây là một điều mà mình cực kỳ thích luôn. À quên nữa, sẵn tiện thì mình sẽ nâng cấp luôn cái ba lô đi ha. Tốn có mấy vàng à. Đấy, có ba lô vàng và chứa được. Nó nhiều hơn đáng kể luôn nè. Quá xa đã ha. Giờ thì chắc mình chỉ còn thiếu đồ ăn thôi. Lên mình hái một xíu cái đó trái gì ta, trái chua chua gì. À, trái cà chua. Trong đây phải có món cà chua vàng thì hay á. Thôi, coi coi thử coi có không, biết đâu có thiệt hay sao. À, không có. Tưởng đâu có chặt cà chua vàng giống như cà rốt vàng vậy đó, kiểu kiểu vậy. Ăn nó no lâu hơn các thứ thì hay ha. Cái món này mới nè, để mai mốt để mình tự chế ra cho. Rồi, còn giờ thì xách ba lô và đi. Với cái tốc độ hiện tại của mình thì mấy con zombie là nó hầu như không thể bắn trúng nổi luôn á. Có gì khác gì siêu nhân đâu. Nhảy ra cao mà chạy còn nhanh nữa. Mà té thì không mất máu. Hơi bị đỉnh, hơi bị đỉnh. Ui, nhưng mà từ. Lâu lâu thì chậm lại xíu để cho nó lót map. Không thôi thì mệt. Ủa, chỗ này mình vô chưa ta? Căng vậy. Hung dữ vậy. Con nào bắn vậy? Bắn nè. Bắn hả? Ui, đông quá. Chạy thôi. Cái vùng băng này mình thấy nó nhiều zombie hơn cái vùng bình thường hay sao ấy. Lần nào qua đây cũng vậy hết. À, bên này mình thấy nó có một cái căn cứ của zombie quân đội hay sao nè. Mình sẽ thủ tiêu cái tên canh gác trước. Ui, bắn hộp. Rồi, an toàn rồi. Đi, xuống dưới lượm. Đột nhập luôn. Vô, mở cửa vô. Tấn công. Này thì canh gác nè. Canh gác hả? Ui, hết đạn. Đóng cửa lại. Còn nó có rương gì không? Ui, nó có đồ. Bọn chúng có được ổn commando. Nó cũng có giảm sát thương khi rơi đâu nè. Nón commando luôn. Nón biệt áo combat giống mình nè. Quần ủng combat. Đạn súng trường. Nói chung thì có một số đồ hữu dụng rồi ha. À đây rồi. Thì ra nó nằm ở bên này. Nhưng mà bây giờ mình phải tìm một cái hang nào để đi xuống dưới chứ. Ừ đây. Đây nó có công trình nè. Thường công trình này sẽ dẫn xuống tới dưới lòng đất á. Mình đi ké. Xuống dưới đây xong rồi đi ké qua bên kia ha. Cũng ok lắm. Ồ, nó có rương nữa nè. Hơi bèo nghe. Có rương nhưng mà hơi bèo nghe. Rồi, thanh máu đâu? À đây, thanh máu boss vẫn xuất hiện cơ. Ồ, vậy chắc từ hướng này mình nên đào thẳng về hướng bên kia thì tốt hơn á. Ui, rồi dở đào thẳng xuống gì rồi lọt xuống hồ nhung nham có sao không ta? Ui, hú hồn. Thượng đâu lọt xuống hồ nhung nham thiệt rồi chứ. Ui. Đây chỉ là cái chỗ lòng spawner của zombie thôi đấy. Chút xíu nữa là tới công chuyện rồi. Ui, sao nhiều sắt thế? Được nha. Ui. Ở phía dưới công trình ở phía trên á,
là một cái hành lang rộng giống như lần trước nè. Lần trước thay vì là hồ dung nham đúng không, thì bây giờ nó sẽ là hành lang băng và có một con sương ở vùng băng luôn. Rồi, hiểu cơ chế rồi ha. Thông thường thì công trình nó sẽ có tầng trên và tầng dưới, và mà hiện tại mình đang ở tầng dưới nè. Rồi giờ thì không sửa đẹp con boss này thì hơi ổn. Bữa hổm thì có kìa, bữa hổm mình cận chiến đúng không, bữa nay là cầm súng thôi. Mình xé cho con boss không chịu bắt nào luôn. Mình tàn nhẫn với con boss thì chứ, bắn nhỏ không đỡ nổi luôn mà. Rồi mình được một cái Frozen School ha. Cái này thì ủa ai Dungeon School chứ. Cái này thì cho mình nhảy cao nữa. À, cái trước thì cho mình tốc độ, còn cái này thì cho mình, ủa cái trước thì cho mình kháng cự, còn cái này cho mình tốc độ với nhảy cao. Mình chạy đủ nhanh rồi, bây giờ nhanh quá mình chạy mình điều khiển không kịp ấy. Khổ ghê. Nè bây giờ mình nhảy như Spider-Man luôn à. Bay nhảy như Spider-Man luôn. Đã ghê á. Ok bây giờ là cỡ trước là bắt block qua đúng không? Giờ là nhảy qua luôn chứ bắt block gì. Giờ là nhảy thôi. Ok. Hiện tại thì mình đang truy vết vết tích của cái con bọ ngoài hành tinh. Đây rồi. Mình thấy nó rồi. Chạy đua. Hôm qua chạy không lỡ, nay chạy đua. Vô. Chấp ba cái cột điện. Vô. Chấp ba cái cột điện luôn. Vô nè. Vô. Hôm qua chạy thì có thể không lỡ chứ bữa nay là chấp ba cột điện được á. Nhờn hết. Lại đây. Không bắn gọn mấy con này mới lạ. Vô đây. Láo tét. Hình như nó có cái lồng spawn đâu đây ấy. Quét sạch hết mấy cái quặng này luôn. Quặng này cứng quá. Cái lồng spawn nó để đâu nhờ? Hay là mấy cái khối này? Mấy cái khối phát sáng này. Mình coi thử. À, đây là cái trứng nè. Strength Glowing Egg. Cái trứng nhưng mà hình vuông ta, ngộ vậy. Slammy Trail nữa. Toàn mấy cái lạ lạ không à. Thôi lượm trước đi. Tính sao? Đập mấy này luôn. Thấy ghê quá à. Tự nhiên đâu ra cái loại bọ rận ngoài hành tinh nữa. Đúng sợ luôn á. Cái này và phải mình hôm qua là chạy không có loại đâu. Mấy con này nó sở hữu siêu năng lực tốc độ á. Nó chạy cực kỳ nhanh luôn á. Ồ, thỉnh thoảng thì mình sẽ gặp mấy cái nhà mà nó toàn là kho chứa không nè. Ui, cái nhà nó có nguyên một kho đạn luôn nè. Kho đạn rồi hắc diệm thạch thép. Đồ các thứ quá trời quá đất luôn. Những cái fuel tăng này mình có thể sử dụng, tận dụng được ha. Đã, mấy cái này chế tạo nó cũng hơi rắc rối á, nên nhặt được thì cứ lượm đi ha. Quá trời quá đất luôn nè. Công nhận ở vùng băng này có mấy công trình như vậy thì ok lắm luôn. Lượm tiếp, đồ free mà. Ngại gì mà không lượm. Vô gom cũng được mười mấy cái fuel tăng. Quá sẽ đã, mà tiếc là nó không có thêm súng cho mình ha. Phải nó cho thêm vài con súng xịn nữa thì hay. Hình như đây rồi, hình như đây là thành phố đầu tiên mà mình ghé qua hay sao nè. Chính xác rồi. Ui, có rương luôn. Ui, lâu quay trở lại phát hiện rương luôn. Vậy mà lúc đầu mình đi ngang mình không phát hiện chứ. Nữa nè. Ui. Bây giờ quay trở lại gặp quá trời rương luôn. Ảo thật. Hết rương rồi, bên này thì hết rương rồi. Đi từ từ thôi, đi nhanh quá khó điều khiển lắm. Mà cái súng này thì có một cái nó khác so với mấy cây súng mà lần trước mình chế ha. Là súng này bắn nó không bị bể kiến. À cũng được, vậy thì khá là an toàn khi sử dụng trong nhà. Ô có người xương nữa nè. Ui. Đã vậy. Mà cái này xa nhà mình quá, mình dẫn em này về không biết chừng nào mới về tới nhà ấy. Phải gần là mình dẫn về mình nuôi luôn. Ừ, chắc sắp tới mình sẽ
tranh thủ mình chăn nuôi lại quá. Tại vì hiện tại mình chưa có chăn nuôi được cừu bò gì trơn á. Rồi trong tương lai mình sẽ tìm cách chữa thương cho những cái bác dân làng. Tại vì trong đây có một số zombie dân làng bị lây nhiễm, mình vẫn có thể chữa bệnh được á. Mình hy vọng là mình sẽ tìm ra những bác đó ha, để sớm có được những bác dân làng sống chung chứ. Sống một mình thì buồn lắm. Về nhà thôi. Ôi dồi ôi. Bây giờ về nhà là toàn bay nhảy gì không á. Muốn lên tháp canh thì cũng bay nhảy luôn. Đó đó đó. Bây giờ làm tháp canh xong mà lên muốn không được nè. Chạy nhanh quá mà. Mình còn không điều khiển nổi nhân vật mình cơ. Giờ mình kiểu như The Flash ấy. Chạy cực kỳ nhanh. Cũng hơi khó mà xử lý ha. Rồi nói chung thì trong ngày hôm nay mình đã làm xong được một cái nơi để mình có thể quan sát nè và bắn tỉa zombie từ trên cao á. Mà chỗ này thì gần như là nó không thể bắn trúng mình được, rất là cao luôn. Ngoài ra thì mình còn làm gần full cái set đồ exoskeleton, một trong những set đồ mà mấy lần trước mình muốn chế tạo nhưng mà chưa chế tạo được á. Hôm nay đã có rồi và sức mạnh của nó thì các bạn cũng thấy rồi đấy, cho mình chạy rất là nhanh và nhảy không mất máu nữa. Rồi, và hy vọng rằng trong thời gian sắp tới mình sẽ tìm thêm được nhiều cái loại xương cổ đại nữa để mình tìm thêm những cái đầu lâu này nè. Mình thấy nó búp rất là tốt luôn á. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp á. Còn bây giờ thì bye bye.